Vâng, phải nói thực sự là một mẫu xe quá đẹp luôn. Con này vừa về cửa hàng xong. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu các bác nhá. Một dòng xe mà ai nhìn bảo đoán đây là một con Deumatis. Đúng rồi, Deumatis các bác ạ. Đây là một chiếc Deumatis bản Roy 2006. Gần như là đời sát của dòng Matis rồi. Và dòng này chạy thì rất là lành bền. Và ở thị trường Việt Nam thì những chiếc xe này đã sử dụng rất nhiều năm tháng. Tuy nhiên đây là một chiếc xe gia đình, không phải taxi dịch vụ nhá. Và xe thì lăn bánh được 12,8 vạn rồi. Với lớp sơn màu đỏ đẹp như thế này đấy, khả năng chở đến 4 người. Con này thì xe không phải bản van, mà là xe chở 5 người luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi, rộng rãi, tiện lợi. Túi khí an toàn đầy đủ. Xe thì máy rất là êm, động cơ máy 0.8. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5 lít 1 đến 5 lít 2 trên 100 cây. Và điều hòa thì mát lạnh. Nói chung là tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Tại sao xe lại không có biển? Tại vì con này em đã rút hồ sơ rồi. Bây giờ là các bác về là chỉ có việc ra tên bấm biển thôi. Và trước chiếc xe này biển số của nó đây các bác ạ. Biển số của chiếc xe là 17A080654 nhá. Đấy, biển số đấy ạ. Và đấy cũng là cách để xem một chiếc xe không biển số cũ của nó như thế nào. Đấy, đây là một dòng xe rất là bền lành, tiết kiệm với mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng 5 lít 1 đến 5 lít 2 trên 100 cây. Form xe thì hơi nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn nhẹ. Thực tế đây là một mẫu xe nhỏ gọn nhất ở thị trường Việt Nam. Ăn xăng ít, tiết kiệm nhiên liệu. Và với cái lớp sơn màu đỏ đẹp như thế này, rất thích hợp cho bác nào mạnh hỏa nhá. Và thực sự là đây là một mẫu xe mua về tặng vợ, tặng chị em quá ok luôn. Đi rất là lành. Và các bác về thì thực sự là chỉ cần sang tên thôi, vì là bên em đã rút hồ sơ rồi. Giờ các bác sang tên mất trong vòng một ngày thôi. Vâng, chỉ buổi sáng là các bác đã ra tên được xong chiếc xe này rồi. Và kiểu dáng của xe thì là một mẫu hatchback nhỏ tiện lợi luôn. Matiz Roy 2006 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Các bác có thể nhìn ngay từ phần đèn hậu này. Vẫn còn mới tinh luôn nhá. Đèn hậu mới sáng bóng. Hệ thống đèn cản sau đây. Đấy, các bác nhìn ạ. Cản sau của xe thì đồng đều. Con này thì xe về và được rút hồ sơ rồi. Thì bên em sẽ xì tốt xì tát lại cho các bác một lần nữa. Để làm sao mà các bác có được một chiếc xe đẹp, đi lại cho nó tiện lợi và an toàn. Đấy, các bác nhìn ạ. Cản sau này, sạch sẽ luôn. Giá nóc đuôi gió đầy đủ nhá. Con này có cả giá nóc này và đuôi gió này, đầy đủ luôn. Nội thất bên trong xe thì tươi, nội thất ghế da này vẫn còn ngon nguyên. Đấy, xe lăn bánh 12,8 vạn có khác, nhìn nó khác ngay. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, ghế da của nó vẫn còn sờ rất là mịn nhá. Da sờ mềm, chắc chắn và khoảng không gian bên trong thì tương đối là rộng rãi. Hàng ghế thứ nhất ngả ra, đây thoải mái cho người lái luôn này các bác ạ. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn, màn hình xịn sò HD và đặc biệt là cần số tự động. Con này cần số tự động nên giá nó mới hơn 100. Chứ nếu mà nó là cần số sàn thì thực tế là các bác là nó chỉ rơi vào tầm khoảng 60 triệu đến 70 triệu thôi ạ. Đấy, keo chỉ thì khỏi bàn luôn nhá. Riêng em này keo chỉ không cần bàn. Vâng, keo chỉ thì bao zin cho bác toàn bộ rồi. Sơn thì tỷ lệ sơn zin của con này thì cũng chỉ còn khoảng 60% thôi. Còn lại là cũng đã sơn xịt lại rồi. Vâng, sơn ta nhiều. Đấy các bác nhìn này, 2000 mấy 0.8 nhá, 2006 này. Đấy, 2006 đây. Ốc thì chuẩn chỉ luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, đây là một dòng xe rất là bền lành, tiết kiệm, ăn xăng ít và rất tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Động cơ máy thì êm và dòng này thì đi rất là lành. Vô lăng trợ lái dầu nhẹ nhàng đầy đủ nhá. Và gạt mưa gạt kính này hoạt động hoàn toàn bình thường. Có điều là nước thì hơi ít tí nên là đâm ra là phun không được đầy đủ. Đấy, thế còn con này thì đấy các bác nhìn này. Nội thất vẫn còn tươi. Xe sáng sạch đẹp nhá. Và giá tiền chiếc xe này thì đang bán với cái giá là chỉ có 135 triệu đồng có bớt cho các bác. Vâng, 135 triệu đồng có bớt cho các bác. Đã có ngay được một chiếc Deumatis 2006. Dòng này thì đi rất là ok luôn. Động cơ 3 máy 0.8, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là 5 lít 1 đến 5 lít 2 trên 100 cây. Và có trợ lái đầy đủ nhá các bác nhá. Đấy, máy số thì khô sạch và con này thì đảm bảo cho các bác là không có lỗi lầm, không có đâm đụng ngập nước gì cả. Máy sạch sẽ luôn. Đấy, đèn của xe thì là đèn zin, tuy nhiên là cũng hơi cũ theo thời gian rồi nên là nó bị rạn nứt một chút thì cái này không vấn đề gì các bác nhá. Bầu đèn thì cái này thì sẽ đánh bóng cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, tình trạng bầu đèn thì nói chung là phải đánh bóng cho các bác để các bác đi rồi. Đấy, xe thì với tầm điểm thì em chấm con này tầm khoảng điểm 7 thôi ạ. Vâng, tem nhãn nhiên liệu thì đầy đủ và điều hòa thì mát lạnh, ắc quy Enimax. Cái này thì sẽ phải thay rồi vì là ắc quy này cũng đã kém rồi. Vâng. Đấy chà. Đấy, sơn xi tôn vỏ thì khỏe bàn luôn nhá. Và kiểu dáng của xe thì cũng là một mẫu xe nhỏ gọn tiện lợi luôn.
xe số tự động nên là đi lại thì rất là yên tâm và an toàn. Còn đâu lốp thì lốp đều là lốp mới 2020 luôn các bác ạ. Lốp mới nên là các bác về là không phải làm gì. La răng đúc 5 chấu, phanh đĩa hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Đấy, thế còn gầm của xe thì đây. Các bác nhìn gầm ạ. Vâng, gầm thì cũng tương đối là đẹp. Sạch sẽ, không có lỗi lầm và không mục mọt nhá. Đấy, những ai yêu thích cái dòng xe Deumatis bản Roy 2006 thì mời các bác qua cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô xem xe và thẩm nghiệm luôn. Một mẫu xe lành bền, tiết kiệm nhiên liệu và dòng xe này thì ăn xăng rất là ít. Không lỗi thì đồ nghề thay thế rất là dễ dàng, sửa chữa đơn giản nha các bác nhá. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. À, từ từ đánh võng một vòng với cái chiếc xe này các bác. Vâng, con này thì được cái là điều hòa rất là mát. Đấy, và bây giờ thì ta sẽ cùng lăn bánh. Đấy, xe lái rất nhẹ nhàng các bác nhá. Vô lăng trợ lái đầy đủ. Đấy. Đương nhiên là sẽ có một số thứ thì sẽ phải về chỉnh trọt thêm cho các bác để làm sao cho các bác có một chiếc xe ok đi lại cho nó yên tâm và an toàn. Đấy. Chạy rất là êm lành. Máy số thì ngon, vô lăng trợ lái dầu nhẹ nhàng. Đồng hồ hiển thị xịn sò luôn. Đấy. Không hề có lỗi nhá. Nội thất bên trong xe thì rộng rãi chứ không hề bị chật chội một chút nào. Điều hòa thì mát lạnh. Đấy. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đấy. Con này đi thì nói chung là gia đình cũng rất là ok. Giá chỉ ngang bằng con SH thôi nhưng mà chở được đến 4-5 người. Rộng rãi và yêu thương. Đấy. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.